Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hải Bảo Thắng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hôm nay là ngày thứ 3, ngày 25 tháng 5. Và mình đang có mặt tại chợ Công Ly. Công Ly thuộc tỉnh Lào Cai các bạn ơi. Và hôm nay thì là mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan chợ Công Ly nhé. Và chúng ta cập nhật tình hình chợ Công Ly trong những ngày mùa dịch, xem mà người dân họ buôn bán những gì. Và không lôi thôi dài dòng nữa thì mình sẽ đi ngay. Vâng, đây là khu vực bán dê các bạn. Và có vẻ như là dê hôm nay thì hơi ít. Chắc là mình đến muộn. Tầm bây giờ là tầm 8 giờ sáng rồi. Thì mình vừa lên chợ trâu các bạn. Mình vừa lên chợ trâu. Đấy, khu vực trên kia là bán trâu. Và đây là khu vực bán dê với chó. Đấy, dê. Đấy, kia có một đàn dê. Dê đen, dê trắng. Dê đen, dê trắng gặp nhau. Và đây là chợ trâu nhá. Đấy, video trước thì mình đã quay cho các bạn xem chợ trâu rồi. Đấy. Đấy, rất là đông. Hiện tại thì mình đang ở chợ Công Ly nhá. Dê. Dê, dê, dê. À, chúng ta xem xuống xem lợn nhé các bạn nhé. Dê cái bao nhiêu? Cao quá bạn ơi, cao quá. Mình định nhảy lên đây đấy các bạn ơi. Cao quá, mình nhảy nha các bạn nhé. Bán đây, con này bán đây. Chó hay lợn đây cô? Con chó bán rẻ quá. Cô bán bao nhiêu? 300 một con. 300 một con à? Chưa trả tiền. Đẹp không? Không lên chợ chó ít nhỉ đúng không? Bên kia cũng còn mà. Bên kia nhiều. Lấy lợn này thôi. Lợn. Hai con đấy. Sang tiền luôn các bạn ạ. Đàn tờ polymer. Con này 6 con này. Con này 6 cho bù con bé. Đen này, lợn bạc. Cho con to, bán con to. Nhà có. Nhà bán hết rồi, lúc sáng bán 2 con đây 5 con. Nhà hết rồi. Đúng hết tiệt vàng nó cả. Bỏ hoa tưới cho mình đi. Lợn này qua đây, lợn đen. Nhiều chưa? Con này bé nha các bạn ơi. Bao tiền con này? Cái này bán 800 nghìn một con. 800 à? 800 nghìn các bạn nhé. Lần bán lần rẻ đấy. Cái bò lần rẻ đấy. Đồng nhiều lắm. Một con 10, 20 một con nhá. Đôi 4, 6, 7 con. 8 con hát đi một con. Nó ra đây là không đuổi đâu. Cái khán to,
à, bữa sáng cá cá mà chơi cá mà chơi mà, anh nhà cá cá hồ mất rất hôn lắm à, cái cá hồ mất rất hôn lắm. Còn đây là khu chợ lợn nhé các bạn nhé. Con này chắc là tầm 8-9 cân đi chứ nhỉ? Bẻ nhá, để đen con, lên tả. Rất là nhiều lợn các bạn, họ để trong những cái lồng sắt và cả bao nữa nhé. Nếu mà ai mua thì bỏ ra để xem. Dưới con lồng cái tàu quỷ hay là cái tàu đang ở đâu đấy? Nơi chơi hơi quá. Chó vậy à? Chó chó các bạn nhé, chó này. Con này đẹp chưa? Con đen này đẹp. Con đen này bao nhiêu tiền chị? Con đen này anh ấy bảo 700. Đẹp phết nhỉ. Con này đẹp. Con này đuôi thẳng như cái cờ luôn các bạn ơi. Chó. Chó công ly này. Bác Hà. Tu tu tu. Tu 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 tu. Con này nó thích đùa các bạn ạ. Con chó này thích đùa chứ đấy. Con này lông mượt. Lông vừa ngắn lại vừa mượt. Con này lông rậm thế nhỉ? Này tắm đi nó mới mượt đấy. Như kiểu chó hoang dã nhỉ? Đông xù đi. Nhìn thế thôi không ác đâu, hiền ý. Sợ lắm, nhìn này, nhìn cái này hiền hiền đấy. Chú khi là chó này hiền mà chú. Chú sợ người lạ nó không quen thôi chứ ạ. À.
rồi đấy. Cô và em gái bán đi chợ phiên bán chó. Con bà, con này bao nhiêu em? 800. Con này mua về xong tắm rửa đi nó mượt. Nó đang thay lông em nhỉ? Thay lông. Không, đi chơi. Lâu lâu về bản chơi. Kênh của anh là đó. Hả? Kênh của anh là cái gì đấy? Anh có kênh đâu? Không có. Đi chơi. Thế em có kênh à? Không ạ. Anh có kênh đâu? Đi chơi. Mình ở Lu à? Bảo Thắng ấy, Lu. Con này nhiều lông quá, đắn lông trung quá nhưng mà tuần lông xanh ấy đẹp. Chắc là đang thay lông ấy. Không, kiểu. Con này thay cũng thế đấy. Nó thay lông qua nó đẹp mà. Nhưng mà thay lông nó cũng xù kiểu này. Nhưng mà tắm rửa đi chắc là đẹp hơn tí. À đây cô bán chó này. Mấy con thôi ạ. Ba con. Mấy nhiêu một con đấy cô? Đâu chủ đâu. Mấy tiền đấy? Ba chú chó nằm trong một cái gùi, đây cái gùi gọi. Nằm bằng tre. Một cọc luôn này. Một cọc, cọc hết à chị? Vâng. À, cọc tiền. Mình không biết xem chó. Mình chỉ biết quay thôi. À, con này có ít đuôi đấy. Nhiêu? Mấy trăm một con? Có vẻ hôm nay ít chó nhỉ, đúng không nhỉ? Hay là mọi hôm nó vẫn như này? Hôm nay nhiều chó rồi. Đi này, dậy chưa? Đi, cho mẹ bán, mình đi chơi đi. Chơi nào. Con này mấy trăm một con kìa. Mua chó chú ơi. Mua chó. Đây. Bác cũng chở con chó mà không biết bác đi bán hay đi mua đấy. Tưởng bác đi mua về. Con này cũng đẹp đấy, về tắm rửa đi đẹp đấy chứ. Giống như kiểu giống sói sói ấy. Nó tai nó dựng ác ấy. Ai cũng bảo nó ác, thực chất nó rất hiền. Con nào được tắm rửa cho sạch sẽ vào, nhìn nó lên giá, nhìn nó đẹp. Đây chú vợ mua đấy, chú mua chú bán đấy. À mua. Làm con nữa chú đây. Đấy. Mua thêm con nữa. Cắt trắng bán kìa. 800 con này nhá. Ai kết thì alo nhá. Dê. Chào bác sĩ. Con này trước dắt về mấy tuần nhỉ? Sao nó bán sao nó lại được con? Bác về đấy, lâu rồi đâu. Con nó 17 cân. Hai con vừa vào ấy, con 17 cân, hai con 34 cân. Nhiêu tiền một con này? Tài 6 triệu rưỡi. Cả đôi à? Một cặp 6 triệu rưỡi. Rơi công ly các bạn ơi. 4 triệu mấy. Giá bây giờ. Giá bây giờ. Mà chỉ cặp lông chứ mà tôi nào có cổ. Ờ mà. Bữa đầu 6 triệu một cặp.
Cái này phải người nào mổ thì xong kinh doanh rồi ấy, ăn nó biết ngay. Mình thì không biết đâu. Vâng, cặp này họ đòi 6 triệu một lượt tập nha anh em ạ. Cân đây bán 3 tiền cân. 15. 6 triệu đôi này mua về om dưa. Vâng, đây ngoài đường anh em ạ, ngoài đường. Xong làm cái lồng để cho họ nhìn nó dễ. Nhưng mà mình ấy mỗi lần bắt ra bắt mỗi vào lần đi anh ơi. Mỗi lần bắt ra bắt vào mệt không? Hả? Bắt chịu đi. Hả? Bắt chịu không? Cái gì cơ? Bắt chịu không? Bắt chịu á? Con này có tầm bao nhiêu cân? Tầm 12 cân thôi anh. Bao tiền? Hơn 1 triệu tí rồi. Con lấy ra xem. Ở bác này đi mua chó rất là nhiều nhá. Đấy, bác cũng mua được mấy con chó. Thôi. Thôi bác cũng mua được nhiều thế. Có 4 con. Bác còn lưu à bác? Hả? Bác còn lưu à? Không. À cái 6 lưu đấy. Này cháu đi từ lưu vào đây. Đi quay phim à? Vâng, cháu đi chơi. Hôm nay được ở nhà đi chơi. Nhà của lưu à? Vâng. Nhà chỗ nào? Cháu ở trung tâm luôn ạ. Trung tâm à? Vâng. Này, về lui đi nhỉ, nhỏ này về lui đi. Nuôi hoặc là bán cho người khác, người hàng xóm quen. Cứ được giá là phất ngay thôi. Nặng hết mà. Đây là loại được 5 không có tiền. Không có. Đấy, giao dịch thành công anh. Sáu trăm. Xe chân hay cái nhỏ? À, bán. Hai con hả cô? Vâng. Đây còn sót mấy con nữa, 1, 2, 3, 4 con nữa con. Con này nó ỉa hết ra là con. Khỏe, lông bản rất là khỏe. Thank you.
nó ỉa ra chú phải bôi vào cho nó bẩn. Đây có cái lồng nhìn giữ lợn nữa. Cho bao mới chú. Bán có cái lồng như này nhìn nó sạch sẽ. Túi này nhưng mà mỗi lần là có khách xem lại bỏ ra nó mệt lắm. Lấy đúng không? Là lồng lốc các bạn ơi. Nó không đứng được. Nó vừa sợ. Rất là nhiều người bán lợn. Mấy trăm nghìn đi. Sao lại chưa mà? Dê. Dê gọi là khu vực bán dê. Để đứa đầu cái nào có một con một thôi. Đang đài, đang đài. Cái thường là nó nửa đầu hay là... Nửa đầu mà anh. Nửa đầu mà... Dạ, bảo đến chỗ. Phải đoàn rắn. Đến chỗ ấy. Đấy, con mẹ ăn quả. Đấy, con mẹ ăn quả. Dê. Dê các bạn ơi. Vâng, ok, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Các bạn đã xem video, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha.